Cô gái này thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, vừa hay bị một tên côn đồ nhìn trúng. Thấy cô gái vẻ đẹp ngọt ngào, trái tim nam nhân đập bịch bịch. Đồ xấu xí, anh muốn dùng cách thức đó để thu hút sự chú ý của cô gái. Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của cô. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh lặng lẽ tới bên cạnh cô gái, trực tiếp đặt tay của mình lên tay cô. Hành vi côn đồ này khiến cô gái ghê tởm, nhưng cô lại không bao giờ ngờ rằng không lâu sau bản thân vậy mà lại cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tên côn đồ này. Buổi tối Barbie cùng với em gái đi tham gia tiệc, nhưng cô em gái vì hẹn hò với người khác mà vứt chị gái sang một bên. Chính vào lúc tâm trạng tan chậm, Hush xuất hiện ở phía sau cô, nhiệt tình tới hỏi Barbie. Barbie lại chẳng thèm quan tâm anh, sự thờ ơ của cô lại khiến cho Hush cảm thấy rất có hứng thú. Vì thế anh cố tình đưa tay ra chọc ghẹo cô. Đương nhiên, Barbie cao quý đương nhiên sẽ không dễ để người khác bắt nạt. Cầm lấy ly rượu hất thẳng vào người Hush, sự kích động của cô cũng khiến Hush tức giận. Anh cởi áo khoác bên ngoài ra, đem Barbie đi tới chỗ hồ bơi. Cô dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh. Anh chàng theo đuổi Barbie vội vàng báo cảnh sát. Cuối cùng, Hush tức giận chỉ đành rời đi. Nhưng sự trả thù của anh không kết thúc ở đó. Barbie trên đường trở về nhà, Hush vẫn luôn theo sau cô. Chiếc xe chỉ trong nháy mắt liền bị đập phá. Cuối cùng Gustavo chỉ đành dừng xe để kiểm tra. Hush đuổi tới dạy cho Gustavo một trận, còn uy hiếp anh nếu lần sau còn báo cảnh sát sẽ phải trả giá đắt. Barbie choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt, nhưng vì để cứu người bạn, cô lấy hết can đảm bước tới bóp cổ Hush. Nhưng Gustavo lại nhát gan sợ chết, anh ta nhân cơ hội vứt cô ở lại một mình trên con đường. Đó nhìn xem, nam tử hán mà lại co giò bỏ chạy vậy à. Barbie bị bỏ rơi thì vô cùng tuyệt vọng, chỉ đành tìm kiếm sự giúp đỡ của chiếc xe nào đó trên đường. Nhưng mỗi tài xế dừng lại dường như đều là có âm mưu bất chính với cơ thể hấp dẫn của cô. Cuối cùng cô chỉ đành đem hy vọng lên người Hush. Tôi muốn đi nhờ một đoạn gì cơ? Tôi muốn đi nhờ anh một đoạn. Mặc dù anh là một tên lưu manh theo đuổi tình yêu, nhưng cũng là một tên lưu manh có đạo đức. Thấy cô đáng thương quyết định đưa cô về nhà, cô tựa vào vai anh suốt chặng đường, trong lòng có một cảm giác an toàn khó tả. Cho tới khi về tới cửa nhà, tay cô vẫn không nỡ buông. Ngày hôm sau, bạn thân vì muốn tới tham gia vào trận đấu mô tô mà bạn trai tham dự, nói dỗi rằng đã ở lại qua đêm ở nhà Barbie. Cho tới nửa đêm mẹ bạn thân đã gọi điện qua, mẹ của cô bạn thân nói sẽ sớm qua đón. Vì để sự tình không bị bại lộ, chỉ đành tới thông báo cho cô bạn thân. Nhưng không ngờ ở đây lại một lần nữa gặp người đàn ông làm cô chán ghét. Muốn lên ngồi trên xe của tôi không? Đừng có mà mơ. Lúc này một cô gái nóng bỏng ngồi phía sau Hush, liên tục khiêu khích Barbie. Mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng. Vì để trêu tức đối phương, Barbie đã quay người ngồi lên chiếc mô tô phía sau. Nhưng khi trò chơi sắp kết thúc, cảnh sát giao thông chạy đến khi nghe thấy âm thanh đã bao vây nơi này. Barbie hoang mang khi bị cảnh sát ghì xuống đất. May mắn là Hush đã kịp thời tới giải vây cho cô. Vì không để Barbie bị liên lụy trong vụ việc lần này, anh để cho cô trốn đi, bản thân lại mạo hiểm đi thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đợi khi Hush trở lại, dáng vẻ của Barbie khiến anh bật cười. Làn da trắng nõn mềm mại lúc này đang dính nhớp nháp bùn cống. Nhìn cô vừa mừng vừa thấy đáng thương, Hush đã phải cởi áo khoác của mình và mặc nó cho cô ấy. Gió lạnh gào thét trong đêm, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa trong tim cô. Cô dựa vào vai người đàn ông, đây là nhiệt độ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Ngay cả khi nhìn vào mắt Hush, sự khinh bỉ trong quá khứ đã biến mất, càng thể hiện tình cảm một cặp đang yêu. Ngày hôm sau, bức ảnh hai người đua xe cùng nhau đã xuất hiện trên các trang báo. Sau khi Hush nhìn thấy nó thì càng to gan lớn mật hơn. Nhân lúc không có ai ở nhà, anh đã lẻn vào phòng ngủ của Barbie, dán bức ảnh ở nơi mà cô vừa nằm xuống liền có thể nhìn thấy. Nhớ lại cảnh tượng đi trốn tối qua, khuôn mặt xinh đẹp ấy cười tươi như hoa. Thế là cô ăn mặc trang điểm lồng lộn, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên với Hush. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, cánh tay cơ bắp, điều này cũng xuất phát từ lực hấp dẫn của nam giới. Chỉ như vậy thôi cũng đã phá vỡ sự phòng bị ở trong lòng cô. Cứ như vậy, hai người bắt đầu thiết lập mối quan hệ yêu đương. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Buổi đêm, Barbie trở về nhà đã bị mẹ bắt tại trận. Bà cầm tờ báo buổi sáng chất vấn những hành vi khác thường dạo gần đây của con gái. Barbie cũng cãi lại chen chèm, người mẹ tức giận giáng cho cô một cái tát. Barbie chán nản trở về phòng trong tâm trạng ủ rũ, nhưng rất nhanh một giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại, khiến tâm trạng tồi tệ của cô ấy liền biến mất ngay lập tức. Cô nói với Hush bản thân đã quá chán với cuộc sống bị mẹ kiểm soát, hy vọng anh có thể đưa cô ra ngoài một ngày để hít thở không khí. Hush nói rất lười, còn bận ngủ không thể dậy được. Nhưng cho tới ngày hôm sau, anh còn dậy sớm hơn cả Barbie. Anh ấy đưa Barbie đến một bãi biển vắng, hai người đang chơi rất vui ở đây, cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào dưới ánh mặt trời. Khi Barbie mệt, Hush sẽ cõng cô. Cô cũng thì thầm với anh những bí mật ở trong lòng. Đây cũng là nơi cha mẹ cô thường đưa cô đến khi còn nhỏ. Cô ấy đối với mọi thứ ở đây, đặc biệt là ngôi nhà trắng bên biển, nhưng bây giờ cũng không còn cảm giác hạnh phúc đó nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc kết thúc bằng cuộc điện thoại của mẹ. Ngay cả khi cuộc hành trình này là ngắn, đó là ngày hạnh phúc nhất của Barbie trong nhiều năm. Vừa trở về nhà, mẹ liền đưa theo một người đàn ông vào phòng. Đó chính là con trai của người đàn ông giàu có ở tầng trên. Mới dọn về đây được mấy ngày, mẹ đã háo hức mai mối cho hai người. Nhưng Barbie đã có người trong lòng, vì thế chỉ đành mượn cớ từ chối mối hôn sự do mẹ sắp xếp.
Hôm sau, Barbie được giáo viên chủ nhiệm gọi tới văn phòng. Hóa ra, hôm qua cô đã trốn học, toàn bộ đều bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy. Cô không chỉ báo cáo sự việc với nhà trường, đồng thời cũng nói với mẹ của Barbie, mẹ đã dành rất nhiều tiền để cố gắng giữ được vị trí học lực của cô. Cho dù là vậy, hiệu trưởng vẫn không từ bỏ việc chĩa giáo vào cô. Trải qua việc đó, mối quan hệ của cô và Hass cũng hoàn toàn bị bại lộ. Trong lúc tức giận, mẹ đã nhốt cô ở trong nhà. Barbie buồn bã chỉ đành tâm sự với Hass, nhưng đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên không còn âm thanh. Hass, cô quay người lại vừa kinh hãi vừa mừng vì thấy Hass. Sau khi an ủi bé ngoan của mình, anh lại tìm gặp cô giáo chủ nhiệm của cô. Anh cảnh cáo giáo viên chủ nhiệm đừng cố ý nhắm vào Barbie. Nhưng giáo viên chủ nhiệm căn bản không thèm để ý. Trong lúc bất lực, Hass chỉ đành bắt cóc chú chó mà bà yêu thích. Tâm trí của Barbie đã hoàn toàn không còn ở trong nhà. Cô chỉ đành năn nỉ bố cho mình ra ngoài. Bố cũng đã nhìn thấu tâm tư của cô, cũng hiểu tâm trạng của cô. Ông quyết định trả lại tự do cho con gái và giúp con gái gánh chịu hậu quả. Nhìn đôi chim sẻ đang vui mừng ở dưới nhà, vẻ mặt của người bố cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Hass bịt mắt cô lại trước khi xuất phát. Sau một con đường núi quanh co, chiếc xe máy dừng lại trước một ngôi biệt thự. Đây là ngôi nhà trắng mà Barbie mơ ước. Cùng với ánh chiều tà của mặt trời lặn, cả hai nhẹ nhàng khiêu vũ. Lúc này, dường như thế giới này chỉ thuộc về hai người họ. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không phải, anh mới là người hạnh phúc. Anh rất hạnh phúc khi ở cạnh Barbie. Anh hạnh phúc tới tận trời mây, thật sao? Vậy thì em càng hạnh phúc hơn. Bao xa, 3 mét trên bầu trời. Nhưng mọi hạnh phúc đều ngắn ngủi. Hôm nay Barbie nhân lúc ba mẹ vắng nhà, lén đưa Hass tới nhà hẹn hò. Nhưng một thời gian sau, bạn của Hass đưa đem một đám bạn thân vào đây. Không chỉ làm gián đoạn cuộc hẹn của họ, còn khiến căn nhà trở thành một mớ hỗn độn. Barbie tức giận đuổi tất cả ra ngoài, kể cả Hass. Xuống tới dưới tầng, anh chuẩn bị gọi điện cho Barbie, nhưng điện thoại lại không gọi được. Để có được sự tha thứ của Barbie, trên con đường mà cô đi học về, anh đã để lại lời nhắn. Cô gái rất hạnh phúc sau khi nhìn thấy nó, ngay lập tức đồng ý với lời mời ăn tối của Hass. Nhưng đến giờ hẹn, Barbie lại không xuất hiện. Sau khi gọi điện thoại, mới phát hiện hôm đó đám bạn thân vừa rời đi. Chiếc nhẫn của mẹ Barbie cũng không cánh mà bay. Cô ở trong điện thoại đem toàn bộ tất cả sự tức giận đã được trút lên Hass, chỉ để tìm lại chiếc nhẫn, tìm ra kẻ trộm ngay trong đêm, còn cùng với hắn ta đánh nhau một trận. Khi Hass xuất hiện trước mặt Barbie với những vết bầm dập, trái tim của cô cũng dần hạ hòa. Thực chất cho dù có nói những lời nhẫn tâm như nào, cô vẫn luôn rất yêu Hass. Không lâu sau, Barbie đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, mà còn khiến người ta kinh ngạc là cô đã đứng đầu. Chỉ để bày tỏ cảm ơn tới chủ nhiệm, cô mang theo một món quà tới văn phòng. Nhưng rồi con thú cưng trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Đây chính là con chó mà Hass đã nuôi trước đây. Cô ấy có lẽ đã đoán được vị trí đứng đầu này từ đâu mà tới rồi. Vì thế tức giận đi tìm Hass. Sao anh có thể nghĩ tới việc uy hiếp cô giáo chứ? Anh nghĩ rằng sẽ không bị em phát hiện sao? Anh đang hại em đó Hass. Làm ơn đừng biến em trở thành một kẻ ngốc. Hass chưa từng nghĩ rằng sự việc lại phát triển tới mức này. Sau ngày hôm đó, hai người đã không liên lạc với nhau. Mặc dù anh ấy nhớ cô mọi lúc mọi nơi, nhưng hết lần này đến lần khác mang tới cho cô tổn thương khiến cho anh mất hết dũng khí để yêu. Cứ vậy mấy ngày trôi qua, đối với hai người mà nói tựa như ngàn thu vậy. Cho tới ngày vào lễ tốt nghiệp, Barbie vẫn trong tâm trạng ảm đạm. Chính vào lúc cô tưởng rằng Hass sẽ không xuất hiện, một người đàn ông mặc vest bước vào. Vừa nhìn thấy anh, cô đã bật khóc. Họ bước chậm chậm về phía nhau, không khí tại hiện nơi này ngày càng ngọt ngào. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người, cả hai đã trao cho nhau những cục đờm béo ngậy, cùng nhau khiêu vũ the giai điệu tuyệt vời. Và tất cả những điều này đều bị Gustavo nhìn thấy. Hắn ta cố tình làm đổ rượu lên váy của cô, còn đặc biệt dùng khăn giấy lau cho cô. Hass ở bên cạnh máu dồn lên não khi nhìn thấy cảnh này. Anh ấy sẽ không để bất cứ ai phá hỏng bữa tiệc tốt nghiệp của Barbie. Vì vậy, hai người lại lao vào múc nhau. Nhưng anh ấy xử lý nó như một vết bẩn trên chiếc váy trắng đó. Càng xử lý càng bẩn, nhưng bất hạnh không bao giờ đến một mình. Phía bên kia, bạn tốt của Hass gặp tai nạn trên đường đua. Đợi khi Hass tới nơi thì thi thể đã lạnh ngắt. Nỗi đau tột cùng đã khiến anh mất trí. Anh điên cuồng đánh vào chiếc mô tô. Barbie bước tới ngăn cản nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng cô quay đầu bỏ chạy khỏi đám đông. Cô nhận ra mình không cùng thế giới với Hass. Cho dù cô có cố chấp với tình yêu này cũng không có kết quả đẹp. Em không thể chịu nổi nữa rồi. Cuộc sống chết tiệt của anh đầy bạo lực đẫm máu. Cô ấy nghĩ rằng tất cả những bất hạnh gần đây là lỗi của Hass, còn đổ lỗi cho việc bạn thân Hass qua đời cùng là vì anh. Anh muốn cô đừng nói nữa. Anh lại tiếp tục sai lầm của sai lầm. Anh đã chọn cách vô cùng cay nghiệt. Cú đấm này cũng đã đánh thức hai người, đồng thời cũng đã khiến trái tim người anh yêu tan nát. Nhìn bóng lưng bạn gái rời đi, nhìn thi thể người anh em bị đưa đi, Hass hoàn toàn sụp đổ. Barbie trở về nhà bất lực nằm trên giường, nhìn vào bức ảnh của hai người trên trần nhà. Cô ấy đã khóc rất nhiều tới mức mà không thể thở được. Bên này, Hass tự treo mình trên xà, có lẽ chỉ thiếu oxy sau khi kiệt sức mới xoa dịu nỗi đau mất người yêu. Sau bao nhiêu nước mắt đau đớn, Barbie xóa hết ký ức về Hass và chấp nhận anh chàng mà mẹ giới thiệu. Đêm hôm đó mưa tầm tã, Hass cầu xin cô xuống dưới nhà, gọi điện và cầu xin sự tha thứ. Người nghe điện thoại lại là mẹ của Barbie.
bà đã không nói với con gái về cuộc điện thoại đó. Chính vào lúc Hass chuẩn bị rời đi, vừa hay nhìn thấy Barbie cùng với Polo ngồi cùng nhau trên xe. Ở trong cơn mưa, Barbie cũng nhìn thấy Hass. Ánh mắt của cả hai không nỡ rời đi, nhưng không có cơ hội nào cho tình yêu của hai người. Tình yêu của hai người cũng từng tưởng rằng là mãi mãi, sẽ không bao giờ chia cắt. Cuối cùng, Hass ngồi bơ vơ trước cửa nhà, chỉ có cơn mưa xối xả mới che được những giọt nước mắt. Một số người nói rằng xem bộ phim này làm họ nhớ đến mối tình đầu của họ, nhớ tới mối tình bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng quá khứ là quá khứ, trên đời này đâu còn biết bao nhiêu tình xưa nhen nhóm. Một số người quen được định sẵn là không thể thoát được quá khứ. Dù sao thì, chỉ cần tình cảm lúc đó là thật lòng là được.